sáng, chữ ra là màu sáng. Vậy là mình có màu sáng. Màu sáng, cái màu sáng thì chỉ có cái màu sáng này là mẫu, là màu sáng mới nè. Em đang làm mẫu á, chuẩn bị lắp lên cửa đây, nó đẹp lắm. Anh biết là nhà đang làm màu này mà. Nhà, nhà, nhà ở cái vừa rồi đặt ở bên mình là nhà tiền màu này, này đúng rồi. Vậy mình chọn mẫu đơn giản thôi, đúng không? Cái đó cửa thép mà. Thép. Anh chị đang tìm hiểu cửa gì vậy chị? Anh chị thích cũ với là ba mẹ chỉ đặt anh đặt rồi, giờ là tiếp cái căn khác người chọn ai nào có anh chọn. Vậy là khách của cửa hàng nha mọi người, khách quen nha mọi người ơi. Tiếp tục là sau khi giống như là mọi người lắp đặt thành công rồi á thì tiếp tục quay lại để đặt tiếp những cái bộ cửa tiếp theo cho gia đình của mình. Đó, vậy là mọi người cũng có thể biết là chất lượng bên Sài Gòn Đo rất là tốt, và mọi người cũng thấy là khách hàng tới đây á, được tư vấn rất là nhiệt tình. Đó, thì là nếu mà mọi người giống như là mọi người mua đồ vậy á, hài lòng á thì là sẽ quay lại đúng không mẹ? Đặt khoảng 7 tới 10 ngày. Xin chào các bạn và anh chị đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Thì hiện tại là Hương đang tiếp tục chuyên mục đi tìm hiểu về những cái sản phẩm nội thất bên cửa hàng Sài Gòn Đo. Thì hiện tại là Hương đang ở chi nhánh bên quận 7 nha mọi người. Ở bên quận 7 là showroom chính của Sài Gòn Đo. Thì hiện tại là đang có hai chị nhân viên rất là dễ thương, sẽ giúp cho Hương và các bạn tìm hiểu thêm và biết thêm những cái cấu tạo và chi tiết của các loại cửa nha. Thì chị cho em hỏi chị tên là gì ạ? Em tên Sang. Chị tên là gì ạ? Chị Trang. Chị Trang. Vậy là hai chị nhân viên xinh đẹp sẽ hướng dẫn cho chúng ta chi tiết những cái loại cửa là chị Sen và chị Trang. Thì là hiện tại là mình đang ở chi nhánh 511 Lê Văn Lương. 511 Lê Văn Lương nha mọi người. Quận 7 phải không chị? Đúng rồi. Không. Từ nhà Hương qua bên đây khá là xa á, nên là trời ơi. Nói chung là ok. Và bây giờ Hương và các bạn hãy cùng đi vô trong để tìm hiểu xem nha. Chị cho em hỏi cửa này là cửa gì vậy ạ? Ở đây là cửa gỗ chống cháy em. Cửa gỗ chống cháy. Qua em tưởng là chỉ có cửa thép mới chống cháy thôi, chứ tại sao cửa gỗ lại chống được cháy ạ? Có cửa gỗ chống cháy là tại nhờ có tấm ni lông chống cháy bên trong và có bông nghe tinh để nó chống cháy. Bề mặt nó thì mình có thể phủ veneer nè, melamine, laminate, nó nhiều chất loại để cho mình chọn. Wow, các bạn thấy chưa, cửa gỗ cũng có thể chống cháy được nha. Thì chị ơi cho em hỏi là vậy là trong cái cánh cửa này á, cấu tạo bên trong của nó là bao nhiêu lớp? Nè, cấu tạo của nó này, cấu tạo nó được cấu tạo từ nè cái tấm MDF veneer hoặc là melamine laminate, đây là tấm nylon chống cháy. Là cái tấm này chống tấm, cháy đúng rồi, tấm nylon chống cháy. Đây là bông thủy tinh nè, nó là cái cấu bông, tạo của chống bông cháy. Này để làm gì đó chị? Bông thủy tinh này là để cũng chống cháy luôn em, tại vì nó thường là cửa của mình là sẽ là có khung xương, xong rồi có những cái phần rỗng thì mình sẽ nhờ bông thủy tinh luôn để vừa cách âm chống cháy luôn. Dạ. Khung cửa nó ngoài cái ron dọc để đóng lên cái cánh cửa nó im hơn, rồi nó còn có cái ron ngăn khói khi mà có khói á, là nó cái ron này nó nở ra để khi mình cháy á, nó khói nó không có vô trong. Độ dày của cánh nó trung bình tầm khoảng cánh khoảng 50 đến 55. Em thấy cánh, nó dày hơn những cái cửa khác. Tại nó có bên trong luôn. Nó được cấu tạo chống cháy nên nó sẽ dày hơn. Vậy là có 4 lớp không chị? Đúng rồi, 4 lớp. Đó, rồi. Ngoài ra ở khung bao của nó còn có ron. Nó có ron ngăn cháy, tức là nó ngăn khói á. Khi mà có khói lên nó sẽ nở cái ron này ra. Nó sẽ không khó, nó không bay vô phòng được. Nó chặn lại hả chị? Nó sẽ chặn lại nó. Hay quá à. Nè, đây là bản lề lắp cửa, là bản lề inox nè. Dạ. Nè, ổ khóa thì giống như phụ kiện, mình tùy mình chọn, mình có thể gắn tay để tay coi thủy lực, tay hơi, để khi mà những cái văn phòng á thì đi ra đi vô nhiều khi nó tự đóng luôn, mình khỏi phải đóng. Vậy hả chị? Đúng rồi. Tiện quá ha. Vậy là rất là tiện luôn. Ủa chị, vậy cho em hỏi là mấy những cái mẫu mã của cửa gỗ chống cháy như vậy á thì là có bao nhiêu mẫu, hay là chị có
Tại bên chị thì công ty sản xuất nên nó có rất là nhiều mẫu, để mình có thể thay đổi thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. À, vậy là cái cửa gỗ chống cháy này là có thể theo thiết kế của em thiết kế cũng được. Đúng rồi. Thì hiện tại là cái mẫu này là tụi chị đang chạy chỉ nhôm thôi. Em có thể chạy chỉ inox được nè. Có thể chạy nhôm màu đồ này kia, nó rất là nhiều lựa chọn cho mình. Mình có thể chạy dọc, chạy ngang, làm được nhiều kiểu. À, cái này là vân nhôm á chị. Ừ, cái này là chỉ nhôm. Còn có những khách thì cần người ta không thích chỉ nhôm thì người ta có thể làm kiểu chạy chỉ bình thường, chạy CNC bình thường, nó cũng ra kiểu chạy ngang ngang đúng không? Ừ. Dọc ngang gì cũng được, mình nói chung là. Vậy thì cái này là có bao nhiêu màu chị? Nói chung là cũng phụ vân gỗ ở ngoài thôi. Phụ vân gỗ thì chỉ có giống như là căm xe nè, son đào nè, sòi, sabili. Nói chung là nhiều màu. Nhiều lắm. Còn phủ melamine hoặc laminate nó còn nhiều nữa. Còn có cả mấy trăm màu. Mặc sức mà lựa chọn. Mặc sức lựa chọn luôn mọi người ơi. Đó, chị có thể báo giá cho em với lại các bạn là khoảng bao nhiêu tiền một cái cánh cửa như vậy? Về giá thành thì nó cũng tương đối là hợp lý, nó rẻ á, là nó có 1.9 triệu một mét vuông thôi. Thì cái cửa nó tầm 2 mét vuông thì khoảng 3.6 triệu. Là 1.9 triệu một mét vuông. Ủa sao rẻ vậy chị? Chị có gạt không vậy? Sao gạt? Mọi người công ty sản xuất mà. Cửa chống cháy mà có 1.9 triệu một mét vuông thôi. Không, nhưng mà khi mà em hỏi chị á, chị ra là cửa chống cháy thì là em sẽ nghĩ, em nghĩ trong đầu là nó mắc hơn chứ không có nghĩ là nó rẻ như vậy. Trời mọi người, vậy thôi tôi có nhà tôi làm cửa chống cháy cũng đề phòng rủi ro mọi người. Thoát cái thân tôi trước đã. Đúng không? Rồi đó, nó tầm khoảng là 1.9 triệu thì 3.8 triệu cỡ tầm khoảng 2 mét vuông, cửa bình thường khoảng 2 mét vuông. Vậy là có bao gồm công lắp đặt hay không? Chưa cưng. Tại công lắp ở thành phố là khoảng 400.000 một bộ cho cửa chống cháy nha, tại vì cửa chống cháy nó nặng với lại cái cách lắp nó cũng khác với loại cửa kia. Đúng rồi, nó dày hơn. Ổ khóa thì khoảng 350 nữa. Vậy là thì một bộ hoàn chỉnh nó cũng khoảng 4.6 triệu. Vậy thì em vẫn thấy rẻ. Đúng nếu rồi. Mà một cái cửa chống cháy như vậy á, trời mới đầu là em nghĩ là chắc cũng phải mắc á, chứ mà không nghĩ là chỉ có 1.9 triệu một mét vuông đâu. Đúng rồi. Trời ơi quá là thích đi hà. Đó mọi người, rất là nhiều mẫu mã và sự lựa chọn nha. Mọi người có thể thiết kế theo yêu cầu hoặc là sở thích của bản thân mình. Và Hương nghĩ là nếu các bạn nói chung là nếu các bạn có muốn đề phòng rủi ro hay là bất chắc á, thì nên sử dụng một cái cánh cửa chống cháy như vậy. Em cũng phải kêu bố mẹ em mua thôi, sợ lắm chị ơi. Không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Còn đây là cái cửa này em biết nè. Cái cửa này em thấy ở trong siêu thị hay là trong mấy cái chung cư á, nhìn cửa thoát hiểm đúng không chị? Đúng rồi, cửa thép chống cháy. Cửa thép chống cháy thoát hiểm. Thoát hiểm được là mình gắn cái thanh thoát hiểm nè. Nó nặng một phần là do là nó cũng có cái tay hơi thủy lực để cái này hay nó có thể tự đóng cửa được. Là cái này nó tự giống như nó tự động cho mình. Đúng rồi, em buông ra là nó tự đóng vô vậy thôi. Là buông ra thử cho mọi người nha, thầy Hương kéo nha. Phải đợi nó nha, đợi nó chạy nha. Là nó chạy từ từ vô với mọi người. Đúng rồi, tại vì do ở công ty chỉnh cho nó chạy chậm, còn muốn chạy nhanh hơn vẫn chỉnh được. Ủa chị, về bên trong nó là hoàn toàn bằng thép hay là sao? Nó là được là cấu tạo bằng thép hết mà. Thì độ dày cánh của nó cũng là khoảng 45-50mm. Thép bên trong là thép rỗng mà chị. Bên trong nó có cái helicopter để nó vừa cách âm nó vừa chống cháy. Corona mọi người ơi. Rồi có những người thì mình thích có ô kiến để khi nhìn thấy nè, thì mình có thể là làm kính lưới, cái kính kính chống cháy, kính lưới chống cháy, hoặc là kính lưới chống cháy thì có trường hợp là nhiều khi kính nó bị kẻ xấu làm bể hay gì đó thì cái nó cũng không có vô được, không có được là có cái lưới này nó đúng vô không có được. Tính tên đó mọi người thấy không nè, đây bản lề cửa trong cửa thép chống cháy nó cũng rất là lớn. Cái cửa này thì phù hợp cho những cái siêu thị, chung cư rồi này kia các thứ. Nói chung là những cái tòa nhà cao ốc của mọi người thì mọi người nên sử dụng cái cửa này. Thì cũng chỉ để đề phòng rủi ro thôi mọi người. Đề phòng cháy nổ. Còn cái này là đẩy ra như vậy luôn mà chị, nó không có khóa.
À là khi mà mọi người chạy á, gì đó, đẩy được phát ra luôn, không cần phải lấy cái tay mở cái khóa. Đúng rồi, lúc đó nhiều khi trái nổ mình đâu có chìa khóa đâu, mà mở cho kìa. Đó, mọi người thấy không? Rất là tiện luôn đó. Ngoài cửa thép thoát hiểm bây giờ chị còn có thép vân gỗ để lắp cho những cái biệt thự. Thép vân gỗ hả chị? À là nó cũng là một cái thép. Cũng là thép nhưng sơn vân gỗ. Đúng rồi. Wow, chị cho em xem với. Nè, chị cho em xem là mấy cái màu thép vân gỗ nè. Cái bùm. Nặng lắm nha mọi người. Tại vì cụ là thép của mọi người nên là rất là nặng. Và cũng có những cái bảng màu từ sáng cho tới tối như vậy. Rất là nhiều sự lựa chọn. Cái này chắc là ai nhà bự, nhà giàu á chị. Nhà giàu á chứ. Biệt thự villa rồi các thứ thì em nghĩ là không tiếc tiền trong mấy cái cửa này đâu. Với lại làm cái cửa chính mà. Cái nó an toàn mà nhưng nó đẹp nữa. Nhưng mà cửa thép như vậy mắc không chị? Cửa thép này nó cũng rẻ, nó có 2.6 triệu mét vuông cho cửa 4 cánh. Chị lừa em không? Sao nãy giờ em thấy em giống như là bị lừa gạt vậy. Em nghĩ là mấy này phải mắc chứ. Ôi rẻ vậy hả? Tại bên chị bên công ty sản xuất mà nên làm giá thành nó phải chăng. Đó mọi người thấy không, đây là cụ thép vân gỗ nha mọi người. Đây là nhà tôi tương lai, nhà của em á chị. Đây rất là nhiều những cái mẫu mã cho mọi người xem nha. Cửa sổ này là cái này là kính nè chị. Nhưng ý là chị em hỏi á, cái cửa sổ này cũng là thép luôn phải không? Thép chống cháy không? Vậy là ví dụ nhà bị cháy thì nhảy từ cửa sổ ra cũng được nha mọi người. Ủa chị cháy như vậy á thì rờ vô thép có bị phỏng tay không? Phỏng. Phỏng thì sao? Phỏng chắc. Ủa chắc là không phỏng chứ, không phỏng ấy đẩy ra thoát hiểm được chứ đúng không? Không, cái đó là lúc nó cháy sơ sơ lại mới thoát được. Cái nó chưa cháy tới em chứ còn nó cháy thì mình phải ngồi đó đợi đi. Giống như phút là vậy đó, tại vì ngồi tại vì em. Ủa chị là cái cửa này là chịu được bao nhiêu phút, khoảng bao nhiêu phút? Cái này là chống cháy được 60 phút, 90 phút, 120 phút. Đó mọi người, trong cái thời gian đó khoảng tầm 1 tiếng hơn thì các bạn có thể yên tâm chạy ra khỏi cái chỗ mà mình bị rủi ro rồi. Đó thấy không? Cái tên thì hồi nãy Thương và chị Trang cũng đã giới thiệu cho các bạn xem kỹ là hai cái loại cửa chống cháy rồi. Các bạn có thấy bất ngờ và thú vị không nè? Có cửa gỗ chống cháy và cửa thép chống cháy. Cửa thép chống cháy thì là Hương tin chắc các bạn đã gặp nhiều rồi. Nhưng mà cửa vân gỗ chống cháy thì là một cái loại cửa khá là lạ. Đây là cái bạn màu nha mà chị Trang show ra cho Hương xem. Các bạn xem đây nè, thấy không? Từ màu sáng cho đến màu tối, các bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Các bạn nào mà nhà bự á, nhà bự thì nên sử dụng cái cửa này nha, để nói chung là có bất chắc gì á thì nên thoát thân trước nha. Nếu mà Hương mà giàu á thì Hương cũng phải mua những cái cửa như vậy thôi nha. Và giá thành hoàn toàn rất là phải chăng luôn á mọi người. Cửa vân gỗ, không, cửa gỗ chống cháy á thì là một mét chín, một triệu chín một mét vuông. Đúng rồi. Còn cửa thép 2.6 triệu. 2.6 triệu một mét vuông nha mọi người. Đó thấy không, Hương và chị Trang cũng đã chia sẻ cho mọi người hai cái loại cửa khá là đặc biệt này rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hương nha. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Hương để Hương tiếp tục làm review những cái sản phẩm tiếp theo cho các bạn xem nha. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu muốn đến showroom hoặc là lười quá nằm ở nhà thôi thì các bạn hãy vào trang web saigonda.vn nha mọi người, để truy cập cập nhật những cái mẫu mã mới nhất của Sài Gòn Đo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hương. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha. Để cập nhật những video mới nhất và hấp dẫn nhất của kênh chợ Sài Gòn thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.